Tôi xin gửi lời chúc mừng ấm áp nhất đến người dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù chúng ta không nói chung một ngôn ngữ, không có chung nền văn hóa, nhưng chúng ta luôn hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta cùng đồng lòng trong rất nhiều lĩnh vực như quân đội, thương mại. Tôi chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, tạo dựng những điều tốt đẹp nhất cho người dân. Và từ trái tim tôi mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước Việt Nam. Xin chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9. Thái Lan rất vui vì đã góp phần vào công cuộc giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam qua việc giúp đỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày người hoạt động cách mạng ở Thái Lan. Từ ngày nhận nhiệm vụ tại đây, hơn một năm qua, tôi thấy Việt Nam ngày càng phát triển nhanh chóng, hạ tầng cơ sở ngày càng thuận lợi, phục vụ cho phát triển kinh tế. Hơn 2 năm trước, từ khi chính thức trở thành đối tác chiến lược, hai nước ngày càng gần gũi nhau hơn trong hợp tác chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, cho đến các mặt của ngoại giao nhân dân. Những ngày gần đây khi đi trên các con phố Hà Nội, đâu đâu tôi cũng bắt gặp những lá quốc kỳ được treo. Tôi cảm thấy người dân Việt Nam đang đón chờ ngày kỷ niệm này trong không khí rất vui mừng. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ mãi mãi hòa bình và tôi cũng hy vọng người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản sẽ luôn đồng hành cùng nhau gây dựng mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi có mặt ở đây vào dịp này. Tôi cảm thấy rất thuận tiện cho những người nước ngoài như tôi sinh sống cùng gia đình và làm việc tại Hà Nội. Tôi thấy rất tuyệt vời khi được là một phần của đất nước này và tôi cảm nhận được niềm tự hào của các bạn về đất nước của mình, đặc biệt là vào những ngày gần với dịp Quốc khánh. Tôi rất ngạc nhiên với sự chuẩn bị cho ngày Quốc khánh ở đất nước các bạn. Có những sự thay đổi lớn trong cuộc sống ngày nay. Tôi không biết nên so sánh với Quốc khánh ở Mỹ như thế nào, nhưng tôi rất phấn khích khi được ở Việt Nam vào dịp này. Đối với tôi thì đây là một ngày vô cùng đặc biệt, vì tháng 8 này chúng tôi cũng vừa kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hàn Quốc như ở Việt Nam. Tôi nghĩ hai đất nước đã có một sự kết nối đặc biệt và tôi rất mong chờ ngày Quốc khánh của các bạn. Thì đi ra ngoài cảm thấy là trên đường phố trang điểm rất là đẹp. Ngoài cũng cảm thấy không khí rất là náo nhiệt. Tôi đã đến Việt Nam là 3 năm rồi. Chỗ này thì đối với ngày Quốc khánh của Việt Nam thì trí nhớ rất là sâu sắc. Tôi hy vọng mà Việt Nam phát triển càng ngày càng tốt, càng ngày càng đẹp.